bộ phim hoa nở trăng vừa tròn đã đi đến những tập cuối cùng khán giả rất mong chờ một cái kết viên mãn cho bộ phim sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai mỹ nhân đóng chính trong bộ phim này nhé lý canh hy và tôn anh khải là hai diễn viên trẻ được tin tưởng giao vai chính trong bộ phim bản remix của tác phẩm truyền hình anh khách Hoa nở trăng vượt tròn là phim truyền hình nhận được sự quan tâm của khán giả. Dự án gây chú ý vì là bản remix của tác phẩm kinh điển màn ảnh những năm 2000, lên nhầm kiểu hoa được trồng như ý. Lý Canh Hy và Tôn An Khả đảm nhận vai nữ chính để đời của đàn chí Huỳnh Dịch và Tiểu Lý Lâm. Lý Canh Hy diễn vai Tiểu Hoàn Tử, một cô gái tinh nghịch, thông minh, từ nhỏ, tiểu hoàng tử đã theo cha hành tẩu giác hồ, mai vỏ mưu sinh. Sau đó, cô bắt đắc dĩ trở thành quần chúa và bị gả cho thư sinh mai tam thiếu, nho nhà, học rồng hiểu sâu. Tuy nhiên, nhan sắc và diễn xuất của Lý Canh Hy trong hoa nở trăng vừa tròn không được đánh giá cao. Gương mặt trẻ con khiến sao nữ bị nhận xét như học sinh đóng phim người lớn. Nhiều khán giả cho biết, người đẹp 21 tuổi khó vượt qua cái bóng của huynh dịch. Chưa kể việc kịch bản hoa nở trăng vừa tròn được xây dựng theo mô típ ngôn tình cũng khiến Canh Hy bị hạn chế diễn xuất. Nhân vật thiếu chiều sâu nội tâm như kịch bản cách đây hơn 20 năm. Nữ diễn viên sinh năm 2000 là nghệ sĩ được đài hoa đán từ tỉnh Lôi Lăng Xê, cô từng tham gia diễn xuất trong tác phẩm Bàn học 200 triệu tuổi, Tiểu Hoan Hỷ. Giữa gian diễn viên thuộc thế hệ Gen Z, Lý Canh Hy được xếp vào danh sách ngôi sao trẻ tiền vong nhất. Nhân vật Lục Anh Giao do Tôn An Khả thủ vai. Lục Anh Giao là con gái của kiểu vương gia, vì bị thổ phỉ nhân nhầm là ạp trai phu nhân, cô bị rượt thẳng lên núi Thanh Long Khiên. Từ đây, nàng tiểu thư là Ngọc Canh Vàng lại phải sống giữa đám nam nhân thô lỗ suốt ngày tập võ luyện công. Với ngoại hình đẹp, Cô được nhận xét không thua kém gì đàn chị Tiểu Lý Lâm, vị nhân cổ trang một thời. Tôn An Khả sinh năm 1998, hiện là sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh, người đẹp được coi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới tại Trung Quốc. Nét mặt thách tú, mong manh và đôi mắt biệt nói của Tôn An Khả. Năm 2019, cô gây ấn tượng với vai diễn Dương Bất Hối trong ỷ Thiên Đồ Long Ký Sao trẻ từng diễn xuất trong thiểu gia ạc ma đừng hôn tôi, mộng hồi đài thanh, xin chào Andy. Ngoài vẻ ngoài nổi bật, diễn xuất của Mỹ Nhân sinh năm 1998 cũng được đánh giá khá tốt là một trong những nhân tố thu hút khán giả của phim. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.